Hoa ban Tây Bắc bắt đầu được trồng thử nghiệm ở Hà Nội vào những năm đầu của thập niên 60, khi thành phố Hà Nội hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Kể từ đó, hàng năm, cứ vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, hoa ban, một loài hoa mỏng manh thuần khiết của núi rừng Tây Bắc, lại nở rực rỡ trên các con phố Hà Nội. Nhiều nhất là ở đường Bắc Sơn và đường Hoàng Diệu. Nhưng năm nay, hoa ban tím nở sớm hơn, dường như để bù đắp cái u ám mưa phùn cho Hà Nội những ngày qua.